Chương 175, Ta Chi chuyên chúc. Y Diễm cùng Tô Hoa Nam đối diện, trong không khí hình như có hỏa hoa văng khắp nơi mà ra, bốn phía đều tràn ngập một loại chạm vào là nổ ngay bất an. Giang đại nhân, đám người năm rồi đến Thiên Trụ Quốc tới đều là kẹp chặt cái đuôi. Nhận hết Thiên Trụ người xem thường, lần này đi theo Y Diễm, không những chưa từng đã chịu khi dễ, còn một đường diễu võ dương oai mà vào Văn Thành. Làm Thiên Trụ người ở chính mình địa bàn thượng an nghẹn, còn nói không ra khẩu, bọn họ tuy tâm cũng có bất an, nhưng lại giác dương mi thổ khí. Bọn họ toàn thâm minh Y Diễm năng lực, đối vị này Nghê Thường công chúa là lòng tràn đầy tin tưởng cùng khâm phục. Giờ phút này thấy Y Diễm với Tô Hoa Nam đối thượng, càng cảm thấy không thể mất nhà mình công chúa khí thế, một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lại không một tia năm rồi mềm yếu hèn mọn thái độ. Tô Hoa Nam nhìn ở trong mắt, trong lòng càng là bạo nộ, sao động. Nắm chặt tay vịn đôi tay nhân dùng sức kia tơ vàng gỗ nam tay vịn đã là cà cạc rung động, mắt thấy liền muốn đứt gãy mở ra. Y Diễm dù bận vận ung dung mà nhìn Tô Hoa Nam, mắt nhìn Tô Hoa Nam đã ở bạo nộ bên cạnh, lại bỗng nhiên cười, thanh âm thanh duyệt nếu xuất gốc chim hoàng oanh, giơ lên mi tới, nàng đột nhiên hỏi. Nghe nói Liên Hoa công chúa khuynh mộ với Thiên Thịnh Vô Song Thái Tử. Hiện giờ Vô Song Thái Tử đã là bổn cung chủ phò mã. Bản công chúa hiện nay nhìn thấy Liên Hoa công chúa, nghĩ đến lời đồn đãi, trong lòng hơi cảm bất an, có không hỏi thượng công chúa một câu. Xin hỏi, Liên Hoa công chúa điện hạ là thật sự khuynh mộ với bổn cung phò mã sao? Nói vậy bực này lời nói đều là tin vịt đi. Tô Hoa Nam trăm triệu không nghĩ tới Y Diễm thế nhưng sẽ làm trò nhiều như vậy người mặt, tại đây loại trường hợp hạ liền lỗ mãng hắc tấp hỏi ra này chờ vấn đề tới. Hơn nữa nàng còn hỏi như thế đương nhiên, không e dè. Tô Hoa Nam chưa từng dự đoán được, mọi người liền càng chưa từng liệu đến, trong lúc nhất thời mọi người lăng qua sau, ánh mắt liền bản năng đều hướng về phía Tô Hoa Nam. Tô Hoa Nam tuy so tầm thường nữ tử muốn hào sảng một ít nhưng rốt cuộc là chưa lấy chồng nữ tử, bị mọi người nhìn chăm chú chỉ cảm thấy một trận xấu hổ buồn bực. Chỉ cảm thấy chính mình như là đột nhiên bị người lột sạch giống nhau, nàng trên mặt nổi lên hoảng loạn chi sắc tới. Ngay lập tức rồi lại che giấu, hơi hé miệng. Lại giác như thế nào trả lời đều là không đúng. Nếu ngôn đều là tin vịt liền giống như nàng sợ Y Diễm, muốn thành toàn chúc phúc nàng cùng Phượng Đế Thu giống nhau, này thật sự trái lương tâm. Nhưng nếu nói thẳng thừa nhận, Phượng Đế Thu dù sao cũng là địch quốc thái tử, lại đính thân, với chính nàng thanh danh cũng là không tốt. Y Diễm bổn đó là nói thẳng dò hỏi, bổn đó là đào cái hố, kêu Tô Hoa Nam như thế nào trả lời đều là sai. Nàng nếu phủ nhận, về sau lại làm ra cái gì mơ ước việc tới, đó là tự vả miệng ba. Hành sự tự nhiên sẽ nhiều một phân băn khoăn, nàng nếu thừa nhận kia càng tốt. Thấy Tô Hoa Nam ánh lửa lên đồng tình hơi hiện chật vật, tiếp theo xấu hổ buồn bực muốn nói, Y Diễm lần thứ hai ra tiếng, trước một bước mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc ngượng ngùng mà xoa xoa khăn tay. Đoạt lời nói, cũng không là bổn cung không biết lễ nghĩa. Lấy này chờ vấn đề tới mạo phạm Liên Hoa công chúa. Thật là tự hoàng thúc phụ đem bổn cung đính hôn cấp phò mã lúc sau, bổn cung trong lòng trong mắt liền chỉ có hắn một người. Bổn cung là cái trong mắt không chấp nhận được hạt cát người. Nếu bổn cung này hỏi, mạo phạm công chúa, bổn cung trước hướng Liên Hoa công chúa bồi cái lễ. Y Diễm nói, lại là hướng Liên Hoa công chúa nhẹ nhàng thiếu cái thân, toại lại ngước mắt, thần sắc vội vàng nói, công chúa sao không trả lời. Bổn cung sớm nghe nói Liên Hoa công chúa tính tình quả cảm, nãi nữ trung trượng phu, chắc là dám tưởng dám nhận, có thể nói thẳng bẩm báo đi. Y Diễm mới vừa rồi kia lời nói, mình nếu tạ lỗi, nhưng lại đem Liên Hoa công chúa đường lui cấp phá hỏng. Tô Hoa Nam bổn không muốn trả lời Y Diễm vấn đề, muốn mở miệng chất vấn nàng mạo phạm chi tội, ai ngờ Y Diễm chủ động khom người chịu thua, cái này Liên Hoa công chúa không hảo lại qua loa lấy lệ. Liền chỉ có thể chính diện trả lời Y Diễm vấn đề. Ở thừa nhận cùng phủ nhận chi gian, nàng do dự một cái chớp mắt, rốt cuộc không chịu bại bởi Y Diễm, nàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nói, bổn cung đó là khuynh tâm với hắn lại như thế nào? Tô Hoa Nam nói xong. Không khỏi đỏ hai má, con người nhẹ lóe ba quang, nhịn không được mà nhìn mắt Y Diễm phía sau xe ngựa môn, tim đập như cổ, nhưng mà khi xe ngựa môn lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Bên trong người đã không có tỏ vẻ, cũng không có đáp lại, liền như là trực tiếp coi thường nàng giống nhau. Tô Hoa Nam bực này vì thế thừa nhận xuống dưới, trong lúc nhất thời mọi nơi đều tịch thiên trụ thị vệ các cung nữ nhìn hướng Tô Hoa Nam ánh mắt nhất thời liền cổ quái phức tạp lên. Mà Trung Từ Quốc bên này sứ thần nhóm cũng sôi nổi thấp giọng nghị luận lên.
Thiên Trụ Quốc cùng Thiên Thịnh Quốc chính là đối địch quốc a, này Liên Hoa công chúa thế nhưng khuynh mộ địch quốc thái tử thật là kỳ văn. Không phải đều nói Liên Hoa công chúa không thua Nam Nhi, có thẳng tới trời cao chi chi, Thiên Trụ hoàng đế còn cố ý lập này vì hoàng thái nữ sao? Nàng có thể nào khuynh mộ với địch quốc thái tử đâu? Này có cái gì, có thể thấy được câu kia cách ngôn nói rất đúng, nữ nhân này đều là nữ sinh hướng ngoại. Cái gì thẳng tới trời cao chi chí, gặp tình tình ái ái liền vựng đầu. Bất quá nghe nói Thiên Trụ hoàng đế cực kỳ yêu thương Liên Hoa công chúa, nói không chừng thấy này tương tư tình khổ. Sẽ lệnh này hòa thân, đem Thiên Trụ chắp tay nhường cho Thiên Thịnh cũng không nhất định. Hòa thân, muốn nói này quốc cùng quốc chi gian hợp hợp phân phân cũng là chuyện thường, tuy Thiên Trụ cùng Thiên Thịnh đối địch nhiều năm. Nhìn cũng có khả năng hòa thân trừ khử nhiều năm thù hận. Kia chúng ta công chúa làm sao bây giờ? Chúng ta công chúa trước cùng Vô Song thái tử đính hôn. Chính là nói rõ là cưới làm Thiên Thịnh thái tử phi, chẳng lẽ Liên Hoa công chúa phải làm tiểu nhân? Làm tiểu, ha ha, chỉ sợ là không thể đi. Vô Song thái tử sớm liền có ngôn, cuộc đời này dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Chỉ cần chúng ta công chúa một người. Vô Song thái tử miệng vàng lời ngọc trước mặt mọi người thề, sao lại sửa đổi. Ta xem liền tính Liên Hoa công chúa mang theo toàn bộ Thiên Trụ quốc làm của hồi môn cầu cái chắc phi chi vị, Vô Song thái tử điện hạ cũng là sẽ không đáp ứng. Như vậy khe khẽ nói nhỏ truyền ra tuy ép tới cực thấp nhiên mọi nơi tĩnh mịch một mảnh, Tô Hoa Nam lại là có công phu trong người, há có thể nghe không được. Thiên Trụ người trong nước khác thường ánh mắt, người trong lòng lạnh nhạt mà chống đỡ, hơn nữa bực này châm chọc mỉa mai, khiến cho nàng một trương mặt đẹp trắng lại hồng, đỏ lại thanh. Thanh lại lục biến ảo cái không ngừng. Y Diễm cố ý làm cho Tô Hoa Nam mặt thừa nhận trong lòng trong mắt chỉ có Phượng Đế Tu, lại cố tình lộ ra thẹn thùng hạnh phúc biểu tình tới. Chính là vì kích thích Tô Hoa Nam thừa nhận ái mộ Phượng Đế Tu một chuyện, như vậy nàng ở Thiên Trụ quốc liền có thể minh đối phó Tô Hoa Nam. Người khác nhìn ở trong mắt. Sẽ không đem này xem thành trung từ quốc đối Thiên Trụ khiêu khích mà chỉ biết coi như hai nữ nhân gian tranh giành tình cảm. Thả nàng thừa nhận xuống dưới. Đối Tô Hoa Nam danh dự cũng sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, phải biết rằng Tô Hoa Nam bất đồng cái khác quốc gia công chúa, nàng chính là Thiên Trụ duy nhất con vua, là cố ý đế vị. Một cái tầm hướng địch quốc thái tử hoàng thái nữ, chỉ sợ là sẽ không bị Thiên Trụ các triều thần tiếp thu. Chỉ là hiện giờ Tô Hoa Nam ấn nàng sở liệu thừa nhận Y Diễm trong lòng lại không cao hứng, chỉ vì này cũng thuyết minh Tô Hoa Nam đối Phượng Đế Tu là thiệt tình. Thế nhưng tâm mộ đến vì Phượng Đế Tu biến xuẩn, cái này kêu Y Diễm trong lòng lửa giận thăng chức thực hụt hẫng. Tự cảm nhận được Y Diễm cảm xúc biến ảo. Trong xe truyền đến Phượng Đế Tu thanh dương thanh âm, lại nói, Diễm Diễm không phải khát sao? Ta phao hảo trà, mau tiến vào uống trà, mà cùng người ngoài tranh trường luận đoàn, tả hữu ta tâm. Diễm Diễm đều biết cuộc đời này duy Diễm Diễm một người nhưng nhập lòng ta thiên địa cộng giám. Y Diễm không gọi Phượng Đế Tu ra tới, Phượng Đế Tu thật sự chưa từng lộ diện nhưng hắn này thanh dương thanh âm lại đem đối Tô Hoa Nam chán ghét biểu đạt rành mạch. Lúc này, không thể nghi ngờ giống hai nhớ thật mạnh cái tát né qua Tô Hoa Nam trên mặt. Tô Hoa Nam hôm nay rõ ràng là cố ý trang điểm quá, tầm thường nàng quán ái xuyên nam trang, hôm nay lại là một bộ diễm màu tím xứng minh hoàng sắc dài lụa choàng cung trang váy áo. Trên đầu tóc mây cao cao kéo phi thiên búi tóc cắm lưu ly bộ diêu mỏng thi phấn trang, như vậy tỉ mỉ trang điểm chỉ vì lăng quân một cố. Không nghĩ hiện giờ Phượng Đế Tu liền xem đều không muốn ra tới xem một cái, liền dâng lên như thế bạc tình nói. Một câu người ngoài, đem Tô Hoa Nam tâm đánh phá thành mảnh nhỏ, thả này vẫn là ở văn thành bên trong, nếu nơi này đều không phải là Thiên Trụ, chỉ sợ Phượng Đế Tu nói sẽ càng vì lãnh tình. Tô Hoa Nam kịch xuyễn lên, hai tròng mắt cũng bị thiêu hồng, nhiễm nhiên đã ở chọc giận bên cạnh. Mạc Vân Ly sớm liền biết Tô Hoa Nam muốn tự rước lấy nhục, hiện giờ thấy Y Diễm nhẹ nhàng nói mấy câu liền lệnh Tô Hoa Nam lâm vào khốn cảnh bên trong, không khỏi lắc đầu thở dài. Mà lâu thương mộ lại là trăm triệu chưa từng dự đoán được. Tô Hoa Nam sẽ làm ra một ngụm thừa nhận như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng tiến lên giúp đỡ, đó là chắc chắn Y Tô Hoa Nam tâm trí. Định sẽ không trả lời Y Diễm vấn đề, càng không thể có thể thừa nhận khuynh mộ Phượng Đế Tu. Nhưng lâu thương mộ lại quên mất nữ nhân một khi động tình là thật sự sẽ chỉ số thông minh giảm xuống, xúc động ngu xuẩn, hiển nhiên tại đây phương diện Tô Hoa Nam thực bất hạnh. Cũng không có thể ngoại lệ. Vẫn là đi theo Tô Hoa Nam lão ma mà thấy này đã muốn bạo nộ, liên thủ đều khấu ở bên hông trên chuôi kiếm.
vội nhắc nhở một tiếng, nói, công chúa, không thể lại xúc động động thủ a, nếu công chúa động thủ, ngày mai công chúa thổ lộ không thành, thẹn quá thành giận lời đồn đãi chỉ biết càng vì khó nghe. Kia Nghê Thường công chúa liền phải chọc giận công chúa trăm triệu không thể lại trúng kế. Lão ma ma một lời, Tô Hoa Nam trong lòng rùng mình. Đúng rồi, nàng giờ phút này động thủ chỉ biết càng thêm mất mặt. Tô Hoa Nam cấp hít một hơi. Bình phục tiếp theo thẳng bị Y Diễm mang theo đi cảm xúc nhưng thật ra bình tĩnh một ít. Nàng biết nói ra nói bắt đi ra ngoài tủy, lại vô thu hồi khả năng, liền mị mắt âm thanh lạnh lùng nói, vô song thái tử lời nói chớ nói quá sớm, bổn cung tự nhận vô luận thân thế, mới có thể. Đức hạnh toàn không ở thịnh Y Diễm dưới, có lẽ dung mạo, bổn cung hơi tốn một ít. Nhiên vô song thái tử đều không phải là nông cạn người, nói vậy không phải là trông mặt mà bắt hình do người đi. Thiên trụ cùng thiên thịnh quốc đối địch nhiều năm, trăm họ lầm than. Ba tánh khó khăn, nếu hai nước có thể kết thành tần tấn chi hảo, trừ khử chiến sự, định là ba tánh phúc âm. Thiên càn tân đế dã tâm rõ như ban ngày, thiên tịnh quốc nếu có thể cùng thiên trụ liên hôn. Các thiên hạ đại cục nhưng định, ba tánh cũng có thể thiếu chút cực khổ, tin tưởng thiên thịnh hoàng đế cũng định đồng ý bổn cung này luận, hai nước ba tánh càng nguyện ý vứt bỏ chiến loạn. Chung sống hòa bình, bổn cung này thật là vì thiên hạ vạn dân kế. Tô Hoa Nam mấy câu nói đó, đảo đem chính mình nói thành đại nhân đại nghĩa. Yêu dân như con, nguyện hy sinh chính mình hòa thân, tạo phúc bá tánh người. Thiên trụ cùng tiên thịnh quốc liên hôn tự không phải nàng một người định đoạt. Nàng cũng là liệu định Y Diễm cùng Phượng Đế Tu sẽ không ứng nàng lời nói, lúc này mới như thế nói. Y Diễm nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, ám đạo này Tô Hoa Nam rốt cuộc không tính xuẩn, nhanh như vậy liền bình tĩnh xuống dưới. Mà Tô Hoa Nam lại không đợi Y Diễm nói nữa. Liền lại nói, vô song thái tử đã với Nghê Thường công chúa định ra hôn ước, bổn cung tử không thể lấy thế áp người, bức bách với Nghê Thường công chúa. Nguyện với Nghê Thường công chúa kết làm kim lan tỉ muội, nói theo Nga hoàng nữ anh, chẳng phải là giai đại vui mừng. Tô Hoa Nam ra mặt dày đến tận đây, thật sự kêu Y Diễm ngoài ý muốn, đương tiểu tam đương như vậy kiêu ngạo, cũng liền Tô Hoa Nam tự giữ thân phận cao quý, mới làm được ra tới. Tuy biết Tô Hoa Nam là muốn chọc giận chính mình. Kêu chính mình chịu ghen ghét, không biết đại thể chi ba thánh với không màng, chỉ vì bản thân chi tư tội danh tới. Nhưng Y Diễm lại đã mất cùng Tô Hoa Nam chu toàn kiên nhẫn. Nếu không cho Tô Hoa Nam đẹp, về sau còn không mỗi ngày có nữ nhân đánh tới cửa tới, mơ ước nàng nam nhân. Y Diễm bỗng nhiên liền bật cười, lúm đồng tiền như hoa, con mắt sáng rồi lại mang theo vài phần trào phúng cùng kiêu ngạo, đãi cười mà Tô Hoa Nam nhăn lại mi tới, Y Diễm phương nhướng mày. Nhếch lên ngón trỏ tới lắc lắc nói, ngượng ngùng, ta phụ hoàng cùng mẫu phi chỉ sinh ta một cái, ta không khác tỉ muội, cũng không tính toán có khác tỉ muội. Liên Hoa công chúa nếu muốn làm thân thích đại nhưng tìm người khác kết nghĩa kim lan, cộng sự một phu đi, bổn cung không cái kia hứng thú. Nàng nói sắc mặt lạnh lùng, biểu tình kiệt ngạo, dương giọng nói, ta thịnh Y Diễm cuộc đời này sẽ không với bất luận kẻ nào cộng sự một phu, ta nam nhân tất nãi ta chi chuyên trúc trong xe nam nhân. Nãi ta tư nhân sở hữu, khái chẳng phân biệt hưởng. Y Diễm lời này nói quả cảm đến cực điểm, nói năng có khí phách chấn mọi nơi một mảnh lặng im, đây là cái nam tôn nữ ti thế giới. Tuy là cao quý kiêu ngạo như Liên Hoa công chúa cũng không dám nói này chờ lời nói hùng hồn, nhưng Y Diễm lại nói, thả còn nói như thế đúng lý hợp tình, tự nhiên mà vậy. Này một cái chớp mắt trên người nàng phát ra chính là hoàn toàn kiệt ngạo, là không bị thế tục ràng buộc tiêu sái, là không đem vạn vật xem ở trong mắt ngạo nghễ. Như vậy nàng quang hoa diệu diệu. Lệnh người thuyết phục có ngạo thị thiên hạ đẹp đẽ quý giá, có không chút nào thua nam nhi cuồng ngạo. Loại khí chất này, xử người nghe bất giác nàng lời nói vớ vẩn, phản sinh ra này chờ nữ tử đáng giá nam tử khuynh tâm mà chống đỡ. Lại không nên lấy nàng với dung chi tục phấn giống nhau đối đãi cảm thán tới. Tô Hoa Nam nhìn như vậy Y Diễm, sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy một hơi đổ ở ngực gian, thiếu chút nữa không bị đè nén mà ngất qua đi. Nàng lường trước qua Y Diễm các loại phản ứng, duy độc chưa từng nghĩ đến Y Diễm dám cuồng vọng đến tận đây. Y Diễm nói không thể nghi ngờ lại nếu hai cái tát. Lần thứ hai thật mạnh ném ở nàng trên mặt, mặt mũi vô tồn, Tô Hoa Nam sống mười mấy năm, lần đầu cảm nhận được trong đó tư vị. Tiền giờ phút này, xe ngựa môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một đạo thanh giật bóng trắng nhanh nhẹn mà ra, người chưa hoàn toàn hiện thân, kia thanh dương sung sướng tiếng cười lại đã truyền ra. Ha ha, Diễm Diễm lời này, rất hợp lòng ta. Lưỡng tình tương duyệt, há xung người thứ ba chen chân. Diễm Diễm đối bổn cung một mảnh chân tình, không tiếc lưng đeo bêu danh, cũng không phụ này tình. Đến thế như thế, phục phục gì cầu.
Chương 176, chê cười. Phượng Đế Tu khi nói chuyện đã đứng ở Y Diễm bên cạnh, cùng nàng sóng vai mà đứng, tự nhiên mà vậy mà chấp khởi Y Diễm tay tới. Hắn tự đi ra xe ngựa liền chưa từng nhìn về phía Tô Hoa Nam liếc mắt một cái. Cũng chưa từng nhìn về phía bất luận kẻ nào, mãn nhãn cũng chỉ khóa ở Y Diễm trên người, phảng phất giữa trời đất này chỉ có kia một người có thể khiến cho hắn chú ý. Cũng chiếm hữu hắn sở hữu toàn tâm chú ý, rốt cuộc phân không ra nhỏ tí tẹo cấp bất luận kẻ nào. Chính như Phượng Đế Tu theo như lời, Tô Hoa Nam liền chỉ ở 4 năm trước cùng Phượng Đế Tu từng có hai mặt chi duyên, nhưng đó là này hai mặt chi duyên. Khiến cho Tô Hoa Nam đem một viên phương tâm sai hệ ở Phượng Đế Tu trên người, lại khó quên nhớ kia phong hoa tuyệt đại tư dung. Cũng nguyên nhân chính là 4 năm không thấy, Tô Hoa Nam mới có thể gấp không thể đãi mà tiến đến nơi này, mới có thể vội vàng mà muốn nhìn thấy Phượng Đế Tu. Nàng từng vô số lần ảo tưởng người nọ khi cách 4 năm, sẽ trở nên như thế nào lóa mắt xuất chúng, hiện giờ nàng cuối cùng gặp được người nọ. Kia thân ảnh, quả thực nếu trong tưởng tượng giống nhau quang chiếu rọi người, lệnh tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Kia trạng thái khí quả thực phong lưu hàm xúc, lệnh người hết cách thuyết phục. Thậm chí hắn so nàng tưởng tượng càng tuấn mỹ nếu tiên, phong tư đặc tú, hết thảy đều là tốt đẹp. Cô đơn trong mắt hắn không có nàng. Hắn sở hữu hảo, đều thuộc về khác nữ tử, cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Tô Hoa Nam nhìn Phượng Đế Thu, biểu tình một trận si, một trận phẫn, cuối cùng chuyển vì thất hồn lạc phách lại chuyển biến thành ghen ghét, ánh mắt phi đao giống nhau bắn về phía Y Diễm. Nàng không cam lòng bị coi thường, đệ thanh nói, đảo không nghĩ vô song thái tử điện hạ lại vẫn là cái kẻ si tình, chỉ là thiên thịnh hoàng đế bệ hạ yêu dân như con. Cũng cố ý với thiên trụ quốc tu bổ quan hệ, có lẽ hắn sẽ sắc bổn cung đề nghị cực hảo đâu. Phượng Đế Tu nghe vậy trung đem ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Tô Hoa Nam trên người. Chỉ khi ánh mắt lại xâm hàn, thượng mang theo một tia chê cười cùng chán ghét, nói, bổn cung không muốn việc không người có thể miễn cưỡng. Mặc dù là phụ hoàng, cũng không thể cưỡng bách bổn cung cưới không mừng nữ nhân. Hắn nói xong, thu hồi ánh mắt, lại là tự nhủ nói, đường đường thiên trụ công chúa đương không lo cả mới là a. Hắn biểu tình hoang mang, thanh âm không lớn, lại vừa lúc đủ trình diện võ công xuất chúng mấy người nghe cái rõ ràng. Lời này quả thực đang nói, đường đường liên hoa công chúa đương không thể gả, làm gì mặt dày mày dạn một hai phải cho không với người. Tô Hoa Nam nháy mắt sắc mặt đỏ tím một mảnh. Chỉ hạ thủ sẵn tay vịn bất kham gánh nặng, rốt cuộc răng rắc một tiếng đứt gãy mở ra, mộc xóa cắt qua bàn tay, rơi xuống một đảo tơ hồng. Y Diễm thấy vậy bĩu môi, phục mới ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Tô Hoa Nam, nói, bổn cung thật sự không thích nam nhân nhà mình bị nàng người nhớ thương. Nàng nói mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, xoay hạ đôi mắt, bỗng nhiên cười, ánh mắt tinh lượng mà nhìn Tô Hoa Nam, lại nói, có, công chúa mới vừa nói tự nhận xuất thân. Tài trí đều so bổn cung xuất chúng, nếu không ta liền cùng liên hoa công chúa đập lôi đài đi tùy tiện tỉ thí cái gì cũng tốt, nếu bổn cung thắng. Liên hòa công chúa liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lập tức đem chính mình gả cho, lại không thể khuynh mộ bổn cung phò mã, như thế nào? Tô Hoa Nam nghe được Y Diễm này đề nghị, không khỏi ngẩn ra, thực mau nàng liền ánh mắt chợt lóe, giơ tay chỉ vào Phượng Đế Tu, nói, nếu nghe thường công chúa bại bởi bổn cung đâu? Nhưng nguyện tự thỉnh từ hôn, đem hắn làm với bổn cung. Y Diễm nghe vậy lại lộ ra kinh ngạc chi sắc tới, tức khắc liền lắc đầu nói, như vậy sao được, hắn là bổn cung nhận định phò mã, đảm đương không nổi tiền đặt cược. Tô Hoa Nam châm biếm một tiếng, nói, nghe thường công chúa đã đánh cuộc không dậy nổi, hà tất tự nói cái gì lôi đài. Y Diễm nhướng mày, thanh thanh nói, nếu bổn cung thua, dâng lên tánh mạng với liên hoa công chúa đó là. Công chúa thua, bất quá gả chồng liền hảo, bổn cung thua, lại muốn đánh bạc tánh mạng. Cái này này đánh cuộc được không đi? Mọi người vạn không nghĩ tới Y Diễm thế nhưng sẽ lấy mệnh tương đánh cuộc, mọi nơi một mảnh tĩnh mịch, Mạc Vân Ly ánh mắt không khỏi chấn động, nhíu mày nhìn hướng Y Diễm. Thấy nàng trên mặt mang theo vân đạm phong khinh ý cười, hắn khóe môi lần thứ hai tràn ra cười khổ tới. Há có thể không rõ, Y Diễm đây là lấy Tô Hoa Nam giết gà dọa khỉ, nàng là ở nói cho thiên hạ sở hữu nữ nhân, Phượng Đế Tu là nàng một người, nếu lại có mơ ước người, nàng dám lấy mệnh tương bác. Mà chỉ cần lần này Y Diễm thắng Tô Hoa Nam liền thành tám quốc trò cười. Lấy Tô Hoa Nam thân phận, đều trở thành trò cười xong việc, về sau chỉ sợ Phượng Đế Tu lại phong hoa tuyệt đại, cũng chỉ dám xa xem, lại không ai dám động oai niệm. Nàng đối Phượng Đế Tu lại là dụng tâm đến tận đây, nam nhân kia, nàng để ý đến tận đây, liền bên nữ tử ở trong lòng yên lặng tưởng tượng, nàng đều không đồng ý, như vậy chiếm hữu. Toàn nhân ái chi thâm, lại có thể nào làm hắn tâm như nước lặng không đố không kỵ.
Tô Hoa Nam ngạc một chút. Bỗng nhiên cười nhạo ra tiếng, nói, Nghê Thường công chúa nhưng thật ra đại khí phách chỉ là Nghê Thường công chúa đem mệnh bại bởi bổn cung, này nam nhân không còn phải thiện nghi nàng người. Vẫn là Nghê Thường công chúa cuồng vọng đến cho rằng bổn cung thật sự không có khả năng thắng ngươi. Y Diễm lại cười, nhướng mày nói, công chúa lời này sai rồi, ta nếu đem mệnh bại bởi công chúa tu tự nhiên cũng sẽ bồi ta cùng nhau. Mới sẽ không tiện nghi bất luận kẻ nào đâu. Cuộc đời này có hắn hiểu nhau tương hứa, ta vốn đã không uổng, cùng sinh cũng hảo, cùng chết cũng thế, lại có cái gì quan hệ đâu. Huống chi, nàng thật sự cảm thấy chính mình sẽ không thua, một cái Tô Hoa Nam, Y Diễm còn xem không ở trong mắt. Y Diễm nói, lệnh bốn phía vang lên một mảnh hút không khí thanh, mọi người nhìn hướng Phượng Đế Tu, lại thấy hắn tư thái đạm nhiên, mỉm cười nhìn bên cạnh Y Diễm, lại là cam chịu nàng lời nói. Y Diễm thua, hắn thật sự nguyện ý tương bồi với Hoàng Tuyền. Sinh tử, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể lẫn nhau cùng tồn tại, liền không chỗ nào hám. Bực này tín nhiệm, bực này tình ý, lệnh người khiếp sợ đồng thời. Cũng lệnh chúng nhân tự đáy lòng chúc phúc, lại không ai cảm thấy Y Diễm bá chiếm Phượng Đế Tu là sai, là ghét phụ, chỉ cảm thấy tình đến nùng khi, đương như thế. Chỉ cảm thấy, bọn họ bổn đó là một đôi thần tiên quyến lữ, bọn họ chi gian cũng dung không dưới người khác chen chân. Tô Hoa Nam sắc mặt một chút trắng bệch. Mỉa mai ý cười cương ở trên mặt, bỗng nhiên nàng liền cảm thấy chính mình đã là một hồi chê cười. Nàng ái mộ căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng cũng minh bạch suốt cuộc đời. Nàng đều không thể được đến Phượng Đế Tu, hắn đều nguyện tùy nàng đi tìm chết còn có cái gì thì ý nghĩa. Như vậy nan kham, như vậy tự tôn bị dẫm đạp, khiến cho Tô Hoa Nam sinh ra một cổ oán hận tới, nàng hai tròng mắt ửng đỏ, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, rốt cuộc song quyền nắm chặt nói, hảo. Bổn cung với Nghê Thường công chúa tỷ thí. Hơn nữa không chỉ có muốn so, nàng còn nhất định phải thắng. Nếu hắn trong mắt hoàn toàn không thấy nàng, nếu hắn muốn như thế giày xéo nàng tâm ý, như vậy nàng liền thành toàn hắn tình yêu. Làm cho bọn họ cùng đi chết đi, đều đi tìm chết. Tô Hoa Nam nghĩ, biểu tình trở nên dữ tợn lên, nàng lại không muốn nhìn Y Diễm hai người liếc mắt một cái. Bỗng nhiên một xả, xe đuổi qua màn lụa buông xuống dưới, chặn nàng rơi xuống nước mắt chỉ lạnh lùng nói, cụ thể như thế nào tỷ thí, bổn cung thông cảm Nghê Thường công chúa một đường vất vả. Liền dung Nghê Thường công chúa trước nghỉ ngơi 3 ngày lại nói chuyện, hồi phủ. Theo Tô Hoa Nam một tiếng quát chói tai, đổ ở trên đường thị vệ các cung nữ sôi nổi xoay người, thực mau liền nhường ra lộ tới. Lộ trống vắng lên, một trận gió khởi tội Y Diễm vạt áo phiêu phiêu. Càng nếu giao trì tiên tử. Phượng Nghi vô song, thấy mọi nơi ánh mắt nhiều còn ngừng ở nàng trên người, đặc biệt là Mạc Vân Ly cùng Lâu Thương Mộ ánh mắt, lệnh Phượng Đế Tu một trận ấm áp, hắn giơ tay vì Y Diễm lung hạ vạt áo. Nói, tay đều lạnh, kêu ngươi không cần ra tới, càng không nghe lời, lý nàng làm gì, đi vào. Nói xong, không đợi Y Diễm phản ứng, liền xả nàng vào xe ngựa chạm vào một tiếng đóng lại cửa xe. Xe ngựa cuồn cuộn mà động, lần này cực thuận lợi, thực mau liền tới rồi Mạc Phủ. Mạc phủ quả nhiên tu sửa xa hoa lộng lẫy, mặc dù là vào đông, hoa cỏ khó khăn. Mạc Vân Ly cấp Y Diễm an bài sân cũng mở ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thanh lãnh trong không khí tản ra nhàn nhạt hương thơm. Mạc Vân Ly tự mình đem Y Diễm đưa đến Lưu Ly viện, thấy nàng trên mặt treo cười nhạt, đối hết thảy tựa đều vừa lòng, phương yên lòng, nói, ngươi cánh tay, nhưng toàn hảo. Mưa dầm khi nhưng sẽ đau không? Y Diễm chính nhìn trên tường treo sơn thủy họa xuất thần, nghe nói hỏi rõ, quay đầu lại liền thấy Mạc Vân Ly ánh mắt thanh nhuận dừng ở nàng đầu vai. Tối đen vô ngần trong mắt có không dung nhận sai lo lắng cùng quan tâm. Cánh tay của nàng sớm đã hảo 2 tháng có thừa, nếu không có đầu vai để lại một cái tu tự hình xăm, nàng cơ hồ đều đã quên mất bị thương một chuyện. Vì vậy, Y Diễm chưa từng tưởng Mạc Vân Ly còn nhớ thương, hơi ngây ra một lúc phương cười nói, sớm hảo, cũng không đau. Nói, nàng còn giơ tay làm cái vòng vai vận động ý bảo cấp Mạc Vân Ly nhìn. Đao kiếm chi thương, tổn hại cặp gân cốt, mặc dù trường hảo, cũng dễ vết thương cụ tái phát, mỗi ngộ mưa dầm, thương chỗ đau đớn, này vị khó nhịn. Mạc Vân Ly là người tập võ, sao lại không rõ này lý? Ngày đó Y Diễm thương có bao nhiêu trọng, hắn nhất rõ ràng bất quá. Thấy Y Diễm cười chớp đôi mắt làm cổ quái động tác ý bảo cấp chính mình xem, an ủi chi ý rõ ràng, hắn trong lòng ấm áp. Tiếp theo rồi lại một sáp, nàng chỉ sợ là đau, cũng sẽ không với hắn này người ngoài nói. Hắn nghĩ, rũ mắt che giấu trong mắt ảm đạm, vương từ trong lòng lấy ra một cái hộp vuông tới, nói, đây là tục cốt cao tuy có vô song thái tử vì Nghê Thường điều trị. Nhưng này dược lại là ta một phen tâm ý, có không không cần chối từ.
Y Diễm thấy hắn bạch ngọc đầu ngón tay chấp nhất hộp khắc hoa tinh xảo, có cổ nhàn nhạt dược hương phát ra, liền biết kia dược định vật phi phàm. Mạc Vân Ly nếu không đề cập tới Phượng Đế tu, Y Diễm thượng nhưng chối từ. Hắn đã đề ra chống đẩy chỉ biết càng xấu hổ, vì vậy Y Diễm cong mắt mà cười, giơ tay tiếp nhận, nói ta này thương chính là bị ngươi liên lụy, này dược làm gì muốn chối từ. Đó là ngươi này lưu ly viện, bổn cung cũng muốn bạch trụ ăn không trả tiền, ngươi cũng không thể tính ta phòng phí. Mạc Vân Ly thấy nàng tiếp nhận dược hộp. Thanh Tuấn trên mặt liền có ý cười, nói, ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi, này hai ngày chỉ sợ hoàng thượng sẽ không triệu kiến, phân thành bốn phía đảo cũng có mấy chỗ khả quan chi cảnh. Nghe thường nhưng với vô song thái tử cùng hướng đánh giá. Ly liền không nhiều lắm quấy dày. Hôm nay mới vừa vào thành, liền đủ loại không thoải mái. Y Diễm cũng lường trước anh đế chắc chắn lượng bọn họ hai người, sẽ không vội vã triệu kiến, nghe nói Mạc Vân Ly lời này, nàng cười ứng, thân tặng Mạc Vân Ly rời đi, đãi hướng nội thất đi. Lại đem trong tay dược hộp tùy tay đưa cho phía sau đi theo Tử Nhi, phân phó nói, thu hồi đến đây đi. Tử Nhi chưa ứng, nhưng thật ra một cái thanh nhuận mỉm cười thanh âm vang lên, nói, này cũng không phải là giống nhau tục cốt cao, bên trong có một mặt thuốc hay, đó là ta đều biến tìm không được. Làm gì muốn thu hồi tới? Thành Lạc Phượng Đế tu đã liền hộp đem Y Diễm tay bao ở trong tay, híp lại đôi mắt khóa Y Diễm, nói, Diễm Diễm trong lòng vi phu đó là kia đều không có dung người chi lượng. Keo kiệt so đo nam nhân sao? Y Diễm thấy hắn sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm, vội vô tội mà mở to hai mắt nhìn, lắc đầu cười nói, như thế nào sẽ phu quân nếu là người nhỏ mọn? Giờ phút này chúng ta lại như thế nào đặt mình trong Mạc phủ bên trong, ta nào biết đâu rằng này dược cực hảo, phu quân chính là tà y gốc chủ, ta chỉ cho rằng này dược đó là lại hảo. Cũng định so không được phu quân ngày thường cho ta dùng, lúc này mới kêu Tử Nhi thu hồi tới. Phượng Đế tu thấy Y Diễm nói xong, lại khẳng định gật gật đầu, đảo bị nàng cố tình lấy lòng bộ dáng chắp cười, cúi người bế lên nàng tới, nói. Đừng tưởng rằng hoa ngôn xảo ngữ vài câu liền có thể làm vi phu tha thứ ngươi, không như vậy tiện nghi, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Phượng Đế tu nói đã đem Y Diễm ném tới phô thật giấy chăn gấm trên giường, ta cười đè ép đi lên, hai người một phen vui đùa ầm ĩ. Phượng Đế tu tự mình cấp Y Diễm xoa nhẹ dược, lúc này mới ôm nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Diễm Diễm đối ta chi tâm, tình so kim kiên, ta lại sao lại vô cớ ăn chút phi giấm. Về sau chớ lại như vậy, tiểu tâm cẩn thận, ta sẽ cảm thấy là chính mình làm được không tốt, ủy khuất Diễm Diễm đâu. Y Diễm nghe vậy, nhẹ rắt khóe môi, qua ở Phượng Đế tu ấm áp ôm ấp chung, giật giật đầu, cọ cọ hắn cổ, lúc này mới ôm hắn eo, lên tiếng. Phượng Đế tu giơ tay khẽ vuốt nàng tóc dài, hai người ở nhàn nhạt dược hương chung, ôm nhau mà ngủ. Hôm sau trời chưa sáng, Y Diễm liền bị một trận ồn ào thanh đánh thức, thấy nàng lông mi vũ run rẩy, Phượng Đế tu đem nàng lại hướng trong lòng ngực mang theo hạ, mới nói, ngủ tiếp một lát đi. Còn sớm, có việc ta gọi ngươi. Y Diễm này một đêm ngủ đến cực hảo, giờ phút này bị bừng tỉnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một đường tàu xe mệt nhọc mệt mỏi toàn đã sơ tán, cảm giác không có buồn ngủ. Đơn giản tránh hạ ngồi dậy tới, dương giọng nói, ra chuyện gì? Bên ngoài tực mau vang lên ảnh vệ nhẹ nhàng bẩm thanh, nói, là lâu phủ Thanh Loan quận chúa. Nghe nói công chúa trụ tới rồi Mạc phủ tới, hôm nay không lượng, liền làm xe ngựa đuổi lại đây, còn một hai phải ở tại công chúa này lưu ly viện bên cạnh. Mạc phu nhân duẫn, Mạc thừa tướng không hảo bác này mẫu phân phó, lúc này chính cấp Thanh Loan quận chúa thu thập sân đâu. Y Diễm nghe vậy đào gợi lên khóe môi, nàng đã hạ quyết tâm cấp Lâu Thanh Thanh chữa bệnh, đang lo Lâu Thương Mộ chỉ sợ sẽ không làm nàng tới gần Lâu Thanh Thanh. Ai ngờ này Lâu Thanh Thanh liền chính mình đưa tới cửa tới, rất tốt đâu. Nhìn, không có gì chuyện này đi, vi phu còn vây đâu, nương tử bồi ta ngủ. Phượng Đế tu nghe vậy lại là vẻ mặt bất mãn, giơ tay hoàn Y Diễm vòng eo liền đem nàng lại áp xoay người sườn. Ôm ở trong lòng ngực. Y Diễm thấy Phượng Đế tu mặc phát tản ra áo lót nửa xưởng, lộ ra một tảng lớn vân da khẩn trí ngực, mắt Phượng nhập nhèm, sương mù ải ải, thiếu ngày thường sâu thẳm, lại càng thêm tà mị hoặc nhân. Nàng chớp chớp đôi mắt, lại rũ mắt nhìn chính mình, đồng dạng chỉ áo lót quần áo hỗn độn, như vậy tình hình chỉ sợ mặc cho ai nhìn đều sẽ y niệm mặc thành cụm, nàng ánh mắt chợt lóe, gợi lên Phượng Đế tu cổ tới. Biểu tình giảo hoạt nói, phu quân lại cùng ta tú một hồi ân ái cho người ta nhìn, như thế nào? Chương 177, quý trọng. Mạc phủ trung, trời còn chưa sáng, cùng Lưu Ly viện dựa gần Bích Tỷ viện đã đèn đuốc sáng trưng. Bọn nha hoàn bận rộn chính vì Lâu Thanh Thanh thu thập sân.
Thanh Loan quận chúa xuất thân cao quý, nhân từ nhỏ tăng mẫu, lại là Lâu gia duy nhất đích nữ, bị chịu yêu thương, tự này có bệnh. Các trưởng bối càng là nhân thương tiếc đối này mọi cách dung túng cùng quan tâm. Mạc phu nhân nãi Lâu Thanh Thanh gì, nhân muội muội mất sớm, đem Lâu Thanh Thanh đương thân nữ yêu thương, Lâu Thanh Thanh có bệnh, Mạc phu nhân thà rằng ủy khuất thân sinh nhi tử. Cũng muốn kiên trì đem này cưới về nhà chung làm tức phụ. Đẹp cố cả đời. Mạc phủ bọn nô tỳ biết Lâu Thanh Thanh ở Lâu phu nhân trong lòng địa vị, hiện giờ Lâu Thanh Thanh muốn trụ tiến vào tự không dám chậm trễ. Ra ra vào vào đem Lâu phủ mang lại đây, Lâu Thanh Thanh quen dùng đồ vật trời nhất nhất dọn tiến sân. Lâu Thanh Thanh khoác bạch hồ mau tuyết trắng áo choàng đứng ở bích tỷ viện ngoại, kiển chân nhìn nơi xa, biểu tình lo âu, hỏi tỷ nữ nói, còn không có tìm được biểu ca sao? Biểu ca rốt cuộc đi nơi nào? Các người cũng đi tìm, đem biểu ca tìm tới, đi, mau đi. Thấy Lâu Thanh Thanh khi nói chuyện biểu tình đã kích động lên, mấy cái tỷ nữ rất sợ nàng lại phát điên tới, vội theo tiếng đáp, là, bọn nô tỳ này liền đi tìm, quận chúa đừng vội. Nói xong, tư tán mà đi, chỉ còn lại tiếp theo người thủ Lâu Thanh Thanh. Này xương bọn tỷ nữ phương tán, liền nghe bên cạnh một tường chi cách truyền đến hai thanh âm đối đáp nói. Công tử đối nghe thường công chúa thật sự để bụng, Thanh Loan quận chúa vừa mới vào phủ, công tử liền vội hoang mang rối loạn đến Lưu Ly viện tìm nghe thường công chúa giải thích đâu. Đúng vậy, có từng ra mắt công tử đối nữ tử như vậy khẩn trương quá, bất quá lúc này sắc trời thượng sớm, nghe thường công chúa chỉ sợ còn chưa tỉnh lại đâu, công tử cũng quá mức sốt ruột chút. Này đối đáp thanh theo tiếng bước chân chảy qua, dần dần đi xa. Lâu Thanh Thanh nghe chính là sắc mặt đại biến. Nàng vội vàng tới rồi Mạc phủ chính là không muốn Y Diễm cùng Mạc Vân Ly nhiều tiếp xúc, giờ phút này nghe nói Mạc Vân Ly tìm Y Diễm đi, thả Y Diễm thượng đang ngủ. Lâu Thanh Thanh nơi nào còn ngốc được, thở gấp gáp hai hạ, nàng cất bước liền lao ra bích tỷ viện hướng tới gần Lưu Ly viện chạy đi. Nàng chạy tiến sân, lại thấy im ắng, liền một bóng người đều không thấy. Hiển nhiên Y Diễm xác thật chưa rời giường, nàng nghĩ mới vừa rồi bọn tỷ nữ đối thoại, dậm đặt chân liền hướng chính phòng chạy. Tới rồi hành lang hạ, vừa vặn thấy Tử Nhi từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy nàng, Tử Nhi lăng hạ sau liền nâng lên tay tới, gấp giọng nói, quận chúa không thể đi vào. Lâu Thanh Thanh thấy Tử Nhi ngăn trở, càng thêm cảm thấy Mạc Vân Ly liền ở trong phòng. Liền đáp lại Tử Nhi một tiếng đều chưa từng, nàng liền một xả Tử Nhi một trận gió mà hướng nội thất phóng đi. Lâu Thanh Thanh võ công không tầm thường, Tử Nhi bị xả đến lảo đảo hai bước. Ổn định thân mình, thấy Lâu Thanh Thanh đã bôn vào phòng, không khỏi cong môi cười. Nội thất chung, chỉ giường biên nhi một tả một hữu mà dựng hai ngọn sừng dê đèn, tán mờ nhạt quang mang, đem hờ khép chướng màn giường ánh quất quang hòa thuận vui vẻ. Lâu Thanh Thanh vọt vào bình phong, liếc mắt một cái liền nhìn thanh trên giường tình cảnh. Chỉ thấy phô đỏ thẫm chăn gấm trên giường lớn đang nằm hai cụ kịch liệt giao triển thân ảnh, kia nam tử ngưỡng mặt nằm ở trên giường, mặc phát nếu thác nước buông xuống, trượt xuống giường. Nửa người đều giấu ở rũ xuống chướng màn sau, nhìn không thấy toàn cảnh. Mà hắn eo trên bụng, lại kỵ ngồi một cái dáng người mạn diệu vô cùng nữ tử tóc dài cũng là rối tung. Theo nàng eo thon vặn vẹo, sợi tóc chảy xuống trần trụi vai lưng, lộ ra như ngọc tuyệt đẹp phần lưng. Nàng thượng thân rõ ràng chỉ hỗn độn mà treo một mảnh yếm, thả kia yếm hệ thẳng sớm đã nửa lạc, khó khăn lắm che trước người phong cảnh. Từ Lâu Thanh Thanh vị trí lại có thể nhìn thấy kia trước ngực đong đưa tiết sóng. Nữ tử bên hông nhân đôi rút đi quần áo. Vì vậy đảo nhìn không thấy dưới thân tình cảnh. Nhưng y nữ tử cúi người hôn môi nam tử tình cảnh, còn có nam tử gắt gao chế trụ nữ tử tinh tế phòng eo thượng, mang theo nàng đong đưa động tác cùng với nam nhân tựa vui mừng. Từ áp lực kêu rên thanh, lại không khó tưởng tượng ra kia che giấu ở quần áo chăn gấm hạ tình cảnh tới. Lâu Thanh Thanh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến thế nhưng sẽ nhìn thấy như vậy mi diễm kịch liệt một màn, nhất thời ngây ra như phỗng. Mà trên giường đắm chìm ở vui thích chung một đôi hồng trần nam nữ tựa giờ phút này mới phát hiện nàng đã đến, đã chịu kinh hách. Kia kỵ khóa ở nam nhân trên người nữ tử kinh ngạc quay đầu, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan tới, hai má đà hồng, mắt đẹp mờ mịt, vũ mị quyến rũ lệnh nhân tâm kinh, lại đúng là Y Diễm. Mà kia nam tử phản ứng càng mau một ít. Ở Y Diễm thượng kinh thất thần khi, hắn đã nhanh chóng bước lên chăn gấm đem Y Diễm kéo xuống, ôm lấy, dùng chăn đem hai người toàn bọc cái kín mít. Tiếp theo hắn phương ôm lấy Y Diễm ngồi dậy, u trầm mắt phượng vụn băng thâm lãnh mà nhìn chăm chú lại đây, tức giận nói, Lan. Kia tuy lạnh băng thịnh nộ lại như cũ tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, Lâu Thanh Thanh nhìn rõ ràng, đúng là nghe thường công chúa tương lai phò mã vô song thái tử phượng đế tu.
Nàng bị này Thanh gầm lên cấp kinh quá thần tới, nhất thời sắc mặt chướng tím, vội vô thố nói, là. Nói xong, nàng hoảng không chọn lộ mà xoay người, nửa cái thân mình đụng phải bình phong, thẳng đem cánh gà mộc cái bệ 12 bình phong đâm cho lay động, nàng cũng không hạ cố kỵ. Che lại bị đâm cho sinh đau ngực liền xông ra ngoài. Nàng chạy ra phòng, chính thấy một cái xuyên màu lam nho bào thanh tuấn thân ảnh vội vàng mà đến, lại là Mạc Vân Ly nghe nói Lâu Thanh Thanh vọt vào Lưu Ly viện, khủng nàng gây họa quấy y diễm. Lúc này mới vội vàng mà đến. Lâu Thanh Thanh chính vô thố, đầu óc trống rỗng, nhìn thấy Mạc Vân Ly liền vọt qua đi, ôm đồm Mạc Vân Ly tay liền ra bên ngoài chạy, đảo như là phía sau lại cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Mạc Vân Ly bị nàng lôi kéo, thấy nàng sắc mặt đỏ lên, biểu tình hoảng loạn, hắn không rõ nguyên do, chỉ có thể nhíu mày nhậm này túm ra sân. Đã chạy ra Lưu Ly viện cực xa, Lâu Thanh Thanh mới hư thoát mà dựa vào vách tường thở hổn hển, mờ mịt mà nhìn Mạc Vân Ly, nói, bọn họ. Nghe thường công chúa cùng Vô Song thái tử rõ ràng còn không có đại hôn, bọn họ như thế nào có thể ngủ chung, còn. Nói, nàng sắc mặt càng hồng lên. Nàng lời này bất quá là giờ phút này đầu óc chỗ trống một mảnh sau, trước hết nghĩ đến, không khỏi gian đã là buột miệng thốt ra. Mạc Vân Ly nghe vậy lại là sắc mặt ngay lập tức trắng bệch giật mình ở đương trường. Lâu Thanh Thanh chưa bao giờ gặp qua hắn bực này làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, dường như trong nháy mắt bị bớt thời giờ linh hồn giống nhau, trên mặt nàng đỏ ửng cũng nháy mắt chút hết. Vội hoảng loạn nói, ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Thấy Lâu Thanh Thanh trong mắt đã kinh hách mà đầy mặt nước mắt, Mạc Vân Ly mới hồi phục tinh thần lại. Niệm y diễm cùng Phượng Đế tu lưỡng tình tương duyệt, tình nồng cực nóng. Hai người lại toàn phi cố thủ lề thói cũ người. Ở cùng một chỗ cũng không cực hiếm lạ, hắn sớm nên nghĩ đến mới là, lại có gì không thể tiêu tan. Toại hắn mới hướng Lâu Thanh Thanh đạm đạm cười, chỉ ý cười lại nói không ra chua xót thưa thớt nói. Sao xuyên như vậy thiếu liền nơi nơi chạy loạn, đi thôi, biểu ca đưa ngươi trở về. Lưu Ly trong viện, Lâu Thanh Thanh chạy ra đi sau, y diễm liền cười ở Phượng Đế tu trong lòng ngực tránh hạ, nói, hảo, hảo, mau buông ra, buồn chết người. Nàng bị Phượng Đế tu gắt gao ôm vào trong ngực, bên ngoài lại thật mạnh bọc chăn gấm, chỉ cảm thấy một trận ngực buồn. Há liêu nàng mới vừa quằn quại, Phượng Đế tu liền kêu lên một tiếng. Thanh âm thậm chí mang theo vài phần vội vàng, nói, đừng nhúc nhích. Hắn kia tiếng nói ảm ách kỳ cục, y diễm mới vừa rồi lực chú ý bị Lâu Thanh Thanh hấp dẫn. Chưa từng lưu ý, giờ phút này mới ý thức được, hai người giờ phút này tư thái có bao nhiêu ái muội nóng bỏng. Chăn gấm hạ, nàng còn kỵ khóa ở Phượng Đế tu bên hông, cách tim mỏng áo lót. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thân thể căng chặt. Y diễm lập tức cương, tim đập nhứ loạn lên, cũng không dám nữa dãy sủa một chút. Hai người ở chưa từng đính ước trước, Phượng Đế tu thường thường liền ái trêu chọc hạ y diễm. Làm chút thân mật động tác nhỏ, nhưng từ đính ước lúc sau, Phượng Đế tu ngược lại không dám lại sằng bậy. Đặc biệt là đính hôn lúc sau, hai người tuy một đường toàn cùng gối mà miên, nhiên Phượng Đế tu lại quy củ mà thực thật sự là ôm nhau mà ngủ. Thậm chí cố ý tránh cho cùng y diễm quá phận thân mật cùng vui đùa ầm ĩ, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, hắn hiện giờ ý chí lực có bao nhiêu bạc nhược. Y diễm băng tuyết thông minh. Há có thể không rõ Phượng Đế tu ẩn nhẫn. Nàng đều không phải là chân chính cổ đại tiểu thư khuê các, tuy là nàng cùng Phượng Đế tu chi gian không cần phải thí hôn. Nhưng nàng lại không ngại đại hôn trước cùng Phượng Đế tu phát sinh quan hệ, đối việc này nàng chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên liền hảo. Lúc trước Phượng Đế tu chịu đựng, nàng tự cũng làm không đến quá mức chủ động, nhưng giờ phút này nếu hắn động tình, mà nàng cũng không bài xích. Cần gì phải khổ hắn đâu. Vì vậy, y diễm bất quá ở Phượng Đế tu trong lòng ngực cương một chút liền mềm hạ thân thể tới, khẽ cười một tiếng, chui đầu vào Phượng Đế tu bên tai nhà khí như lăn, nói. Làm sao vậy, vì cái gì không thể động, thật sự hảo buồn a, ngươi mau thả ta ra. Nàng trong thanh âm tràn đầy khó hiểu, giống căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau, nói liền lại cọ muốn tránh thoát. Phượng Đế tu ôm y diễm. Nhân nhìn không thấy nàng biểu tình, chỉ nghe nàng khẩu khí mê mang, tiện lợi nàng chưa từng phát hiện chính mình thân thể phản ứng, trong lúc nhất thời thật sự là dở khóc dở cười. Rốt cuộc luyến tiếc như vậy buông ra, liền hung tợn nói, ngươi nữ nhân này, kêu ngươi đừng nhúc nhích. Ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, y diễm liền một ngụm ngậm lấy lỗ tai hắn. Dùng hàm răng nhẹ nhàng một cắn, đầu lưỡi một liếm, phục lại hút duẫn hai hạ tựa nhấm nháp mỹ vị nhất điểm tâm, cảm nhận được Phượng Đế tu thở hốc vì kinh ngạc thân mình đã sùng mình lên. Y diễm phương lui hạ, đối với hắn vành tai a khí như lan, khẽ cau nói, dám hung ta, cắn ngươi Nga.
kia hương mềm lưỡi lướt qua nhĩ cổ, Phượng Đế tu huyết mạch sôi dục, chỉ cảm thấy đầu óc bị đánh mà nửa khắc chỗ trống, đãi nàng đối với phanh tai a khí, đã là lại khó nhậm nàng sằng bậy. Hắn đôi tay chế trụ y diễm đầu vai, đem nàng hướng trên giường một áp liền cúi người nhào lên, một đôi tối đen nếu nửa đêm, mất đi thanh minh mắt Phượng gắt gao khóa y diễm. Lại thấy y diễm trừng mắt vô tội con mắt sáng chính nháy mắt cũng không nháy mắt tràn đầy nghi vấn mà nhìn hắn. Hắn chưa ngôn, y diễm liền nói, làm cái gì đè nặng ta, Lâu Thanh Thanh đều đi rồi à, ngươi không biết. Kia rối loạn tâm thần kỳ thật có thể dựa tâm lý trị liệu phụ trợ dược vật chữa khỏi, chẳng qua ta phải cho Lâu Thanh Thanh làm tâm lý trị liệu liền cần thiết muốn trước giành được nàng tín nhiệm. Cùng ỉ lại, cho nên ta mới ngươi mau thả ta ra, trong chốc lát tử nhi liền phải vào được. Y diễm khi nói chuyện lần thứ hai dãy rủa lên, thấy nàng như vậy ngây thơ vô tri bộ dáng, Phượng Đế tu chỉ cảm thấy trong thân thể, ngực trung toàn oa một phen hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Quả thực đều phải đem chính hắn cấp đốt thành một đoàn cho tàn. Hắn hắc nếu điểm sơn mắt Phượng cuồn cuộn khởi sóng ngầm tới tựa có thể đem người hút vào kia lốc xoáy bên trong. Giơ tay cố trụ y diễm loạn vặn thân thể, hắn thanh âm cơ hồ tàn nhẫn nói, kêu ngươi đừng nhúc nhích. Y diễm nghe tiếng, thấy hắn cái chán đã phát ra mồ hôi tới, thiếu chút nữa không phá không cười ra tiếng tới, nhịn hạ, mới vừa rồi khó hiểu mà lần thứ hai chớp chớp mắt mắt, vài phần hủy khuất nói. Vì cái gì không thể động tử nhi thật mau tiến vào, hơn nữa ngươi không cảm thấy nhiệt thực sao? Phượng Đế tu đối thượng nàng thanh triệt mê mang, chợt lóe mắt to, mặt nghiêng bởi vì cắn răng mà lôi kéo ra lạnh lùng đường cong tới. Nàng ngây thơ, làm hắn càng thêm chật vật cũng càng thêm khó có thể khống chế chính mình, hắn cơ hồ là phẫn nộ mà bỗng nhiên trầm hạ eo. Lệnh này tra tấn hắn nữ nhân có thể chân thật mà tinh tường cảm nhận được hắn, thanh âm nghẹn ngào nói, diễm diễm nói ta nhiệt không? Y diễm lại nhân hắn động tác mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, nha thứ gì, hảo năng. Mau với ta xem. Nàng kinh bãi, lại nhịn không được khóe môi tràn ra ý cười tới. Tay lại leo lên Phượng Đế tu ngực, đầu ngón tay vén lên vạt áo chợt đi vào, du tẩu ở hắn nổi lên một tầng chiều hãn, càng thêm bóng loáng lại căng chặt ngực bụng tượng, mị nhãn như tơ. Chọn môi nói, trên người cũng hảo năng đâu, phu quân sinh bệnh sao? Khi nói chuyện tay nàng đã một đường đi xuống đi, động tác khiêu khích mà làm càn. Lớn mật lệnh Phượng Đế tu kinh tâm, chỉ cảm thấy hồn phách đều ở nàng vũ mị động lòng người miệng cười hạ bị câu mà ly thân thể. Tới rồi giờ phút này. Hắn nếu còn nhìn không ra y diễm là cố ý giả ngu chân thật trêu chọc với hắn, kia hắn thật sự nên một đầu đâm chết. Hắn bỗng dưng bắt lấy y diễm đã hoạt đến bụng nhỏ tay, gắt gao nắm lấy, thanh âm từ lồng ngực trung bài trừ, khàn khàn mặc biện, nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không đang làm cái gì? Y diễm tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ thượng di động màu đỏ yên hạ, ánh mắt như dòng nước động, khẽ mở môi đỏ, lại nói, lang quân tư dung phong thần tuấn lãng, rất là mê người, thiếp mơ ước lâu rồi. Nàng nói, rốt cuộc khó nén ngượng ngùng chi tình, lông mi vũ kích động, đỏ ửng nhiễm biến gò má. Giờ phút này y diễm mùi thơm vũ mị, diễm sắc có một không hai, như vậy hoạt sắc sinh hương nữ nhân, ngọc thể ngang dọc hướng chính mình phát ra mời. Thả vẫn là cuộc đời này duy ái nữ tử, Phượng Đế tu chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc dục nứt, thân thể sưng to dục tạc, trào dâng máu cũng cấp dục tìm kiếm phát tiết xuất khẩu. Y diễm nói giống như bậc lửa củi đốt ngọn lửa, quả thực muốn đem hắn thân thể kích nổ mở ra. Một thanh âm tại thân thể trung điên cuồng mà kêu gào, muốn nàng, hiện tại, lập tức liền muốn nàng. Nhưng mà nhìn nàng rõ ràng e lệ. Lại như cụ cố chấp mà kiên trì mà dùng con mắt sáng nhìn hắn, nhìn cặp kia mắt đẹp trung ẩn chứa vô hạn không muốn xa rời cùng tin cậy. Rồi lại có một thanh âm lại kêu, còn không phải thời điểm, không nên vào giờ phút này, tại đây chờ hấp thấp hư cảnh cùng bầu không khí hạ khống chế không được chính mình đoạt đi nàng tốt đẹp. Nàng đáng giá càng nhiều kiên nhẫn cùng chờ đợi. Nàng không ngại, hắn liền càng không thể mất lý trí, lại càng không nên vì tư dục mà phóng túng, một khi nếm trái cấm, hắn chỉ sợ lại khó quản trụ chính mình, nếu nàng tụ thai. Sẽ nhận hết thế nhân cười nhạo chửi rủa, hắn có thể nào như thế thương nàng. Tư tưởng xé rách cuối cùng là lý trí áp qua dục niệm, Phượng Đế tu vài phần vội vàng chật vật mà đem y diễm tay túm ra vạt áo, thanh âm trầm ách nhìn chằm chằm y diễm, lại nói. Ngày đại hôn, vi phu chờ mong diễm diễm biểu hiện. Hiện giờ, vi phu càng cần nữa chính là một thùng nước lạnh. Hắn nói xong, cũng không đợi y diễm phản ứng, liền mau lẹ mà ly nàng kia Nguyễn Ngọc ôn hương thân mình, tựa sợ nhiều một giây liền sẽ thay đổi tâm ý giống nhau, thân ảnh nhoáng lên. Người đã là thi triển khinh công biến mất ở bình phong sau. Hắn này một phen hành động bất quá là trong chớp mắt.
Y Diễm ngạc nhiên mà nhìn Phượng Đế Tu biến mất ở trong phòng, chớp hai hạ đôi mắt, lại là nhấp môi nở nụ cười, phục lại đô đô miệng. Nhìn mắt chính mình nằm thẳng cũng đột lõm có hứng thú thân thể, lẩm bẩm thanh nói, cũng không tệ lắm a, như vậy đều có thể chạy trốn đâu. Chương 178, trêu cợt. Y Diễm lần thứ hai nhìn thấy Lâu Thanh Thanh lại là ngày đó bên vãn thời gian, nàng cùng Phượng Đế Tu đến Văn Thành Tây giao phục Hổ Sơn du ngoạn trở về, đi ngang qua hậu hoa viên. Chính thấy Lâu Thanh Thanh ngồi ở lâm hồ tiểu đình tử trung đối với mặt hồ phát ngốc. Y Diễm hướng Phượng Đế Tu ném cấp ánh mắt, Phượng Đế Tu bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền buông ra tay nàng, sải bước về trước viện mà đi. Y Diễm lại bước chân nhẹ nhàng, vòng tiến hoa viên. Hướng trong đình Lâu Thanh Thanh đi đến. Nàng tiếng bước chân cũng không từng kinh động Lâu Thanh Thanh. Nhưng thật ra bên cạnh tỷ nữ trước phát hiện Y Diễm tới gần, nhắc nhở một tiếng. Lâu Thanh Thanh quay đầu thấy Y Diễm để váy thượng bậc thang, kinh mà một chút từ ngồi lan can thượng nhảy dựng lên. Biểu tình xấu hổ, đầy mặt ửng đỏ, lại là cử đủ vô thố mà liền phải hướng ngoại trốn. Y Diễm thấy nàng giống cái chấn kinh con thỏ, không khỏi buồn cười, dương giọng nói, bổn cung đều chưa từng thẹn thùng, Thanh Loan quận chúa chạy cái gì? Không biết còn đương bổn cung đem Thanh Loan quận chúa làm sao vậy đâu. Lâu Thanh Thanh nghe tiếng ngừng bước chân, thấy Y Diễm tự nhiên hào phóng mà mỉm cười nhìn chính mình, nàng trước mắt thoảng qua sáng sớm nhìn thấy kia một màn, dù chưa lại thoát đi. Nhưng lại cúi đầu, không dám nhiều nhìn Y Diễm. Nàng như vậy bộ dáng, đảo giống cái phạm sai lầm hai tử. Thẹn thùng mà gọi người bật cười. Y Diễm nhướng mày, chỉ cảm thấy này Lâu Thanh Thanh cũng còn không tính chán ghét, ít nhất giờ phút này cũng không. Nàng mỉm cười lại đến gần một bước mới nói. Quận chúa có không lệnh tỳ nữ lui ra, bổn cung có nói mấy câu tưởng cùng quận chúa đơn độc tâm sự. Lâu Thanh Thanh nâng lên con ngươi, thấy Y Diễm ánh mắt thanh trừng, hàm chứa thiện ý nhìn chính mình, nàng kiều nhu khuôn mặt thượng không khỏi hiện lên một tia tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhân buổi sáng nhìn thấy kia một màn, Lâu Thanh Thanh đã hoàn toàn minh bạch. Y Diễm trong lòng trong mắt đều không có Mạc Vân Ly, cũng không có khả năng cùng Mạc Vân Ly lại có bất luận cái gì kết quả, nàng đối Y Diễm thiếu vài phần đề phòng. Lại nhiều ra tìm tòi nghiên cứu chi tâm tới, nàng đến tột cùng là cái như thế nào nữ tử, vì sao liền có thể làm biểu ca trung tình. Nàng cắn môi dưới, rốt cuộc vẫy vẫy tay, nói, các ngươi đều lui ra. Mấy cái tỷ nữ liếc nhau, ứng thanh, rời khỏi giữa hồ tiểu đình. Thấy Lâu Thanh Thanh biểu tình hơi hiện có góc cùng đề phòng, Y Diễm nhoẻn miệng cười, nói. Thanh Loan quận chúa ngày ấy còn từng cầm đao tuyên bố muốn sát bổn cung, sao hôm nay lại giống có sợ bổn cung đâu. Y Diễm hôm nay buổi sáng cùng hiện tại vẫn luôn đều ở cẩn thận mà quan sát Lâu Thanh Thanh. Nàng phát giác Lâu Thanh Thanh rối loạn tâm thần kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng, liền giống hiện tại, nàng cảm xúc cũng không kích cuồng, càng giống cái tự bế nội hướng hài tử. Tựa chỉ có chạm đến Mạc Vân Ly, nàng mới có thể cảm xúc kích động, nổi điên phát cuồng. Lâu Thanh Thanh đối thượng Y Diễm mỉm cười đôi mắt, chỉ cảm thấy kia đôi mắt hình như có một cổ ma lực, kia trên mặt tươi cười thân hòa lại lệnh người bất giác mà thả lòng. Nàng thanh âm càng là mềm nhẹ chơi chuyển, ý cười hiền lành. Như vậy Y Diễm, gọi người không tự giác cho tín nhiệm cho nàng. Nhìn Y Diễm, Lâu Thanh Thanh trên mặt có góc cùng đề phòng đã ở bất chi bất giác trung biến mất, thanh âm mỏng manh, nói. Ngày ấy Thanh Thanh bổn vô tình thương tổn công chúa. Y Diễm cực thiện khống chế chính mình biểu tình cùng thanh âm, tại đây phương diện nàng là chịu quá cực chuyên nghiệp huấn luyện, đừng nói là Lâu Thanh Thanh như vậy thiếu nữ. Đó là này huynh Lâu tương mộ, chỉ cần Y Diễm nguyện ý cũng có nắm chắc mấy ngày liền lệnh này dỡ xuống tâm phòng. Thấy Lâu Thanh Thanh đã dỡ xuống phòng bị, Y Diễm nhẹ nhàng xua tay, nói, ngày ấy việc ta hiển nhiên bạch phi quận chúa bổn ý, ta sớm đã quên, quận chúa cũng không cần để ở trong lòng. Ta tìm quận chúa, là vì một khác sự kiện. Lâu Thanh Thanh nghe vậy ngẩng đầu, không đợi Y Diễm nói, liền không ngừng xua tay, nói, nghe thường công chúa yên tâm, ta sẽ không nói, sẽ không đem buổi sáng nhìn thấy nói ra đi. Y Diễm ngạc nhiên, lại cười nói, như thế liền đa tạ quận chúa, chỉ là nói hay không, kỳ thật ta cũng không để ý, lưỡng tình tương duyệt cùng âu yếm người làm muốn làm việc. Này cũng không có cái gì sai, ta đã dám vì, liền không sợ thế nhân ánh mắt phê bình. Y Diễm lời này nói năng có khí phách mang theo một cổ nói không nên lời cuồng ngạo cùng tiêu sái, Lâu Thanh Thanh tựa chịu xúc động, ngơ ngẩn mà nhìn Y Diễm, nửa ngày mới lẩm bẩm lặp lại, nói. Vô sai liền không sợ thế nhân ánh mắt phê bình. Y Diễm thấy nàng lẩm bẩm tự nói. Cũng không quấy rầy nàng, nửa ngày Lâu Thanh Thanh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trong nháy mắt tựa quanh thân đều ở chớp động quang mang Y Diễm, trong lòng khẽ nhúc nhích.
biểu ca có phải là thích Nghê Thường công chúa như vậy tự tin, tự mình, tiêu sái không kềm chế được tính tình. Lâu Thanh Thanh như vậy tâm tư bất quá tự nhiên mà vậy mà ở trong lòng vừa động, nghĩ đến Y Diễm lúc trước lời nói, liền lại hỏi, công chúa tìm ta là vì chuyện gì? Y Diễm đem Lâu Thanh Thanh suy tư biểu tình nhìn rõ ràng, thấy nàng đã đối chính mình sinh ra tìm tòi nghiên cứu chi tâm tới, liền cười nói. Ta bất quá là tưởng chính miệng cùng quận chúa giải thích một chút cùng Mạc Vân Ly sự, ta cùng hắn bất quá quân tử chi giao. Quận chúa cũng biết ta đã trong lòng có người, quận chúa nếu vẫn luôn hiểu lầm chỉ sợ phu quân của ta cũng sẽ bởi vậy mà tâm sinh không mau. Rốt cuộc bất luận cái gì nam nhân, đều sẽ không vui chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác liên hệ lên. Vì vậy ta mới tìm được quận chúa, hy vọng có thể nói thanh việc này. Thỉnh quận chúa không cần ở ta trên người tốn nhiều tinh lực, trả ta cùng phu quân một phần thanh ninh. Y Diễm khẩu khí cũng không mang chỉ trích, cũng không nhiều ít thỉnh cầu ở trong đó, bất quá là bình tĩnh mà tự thuật. Nhưng chính là loại này ngữ khí, lại lệnh Lâu Thanh Thanh cảm thấy thẳng thắn thành khẩn vô cùng, thêm chi buổi sáng nhìn đến tình cảnh, lại nghe Y Diễm trong miệng đã xưng hô Phượng Đế Thu Vi phu quân. Lâu Thanh Thanh đối nàng lời nói liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Đối Y Diễm phòng bị chi tâm lần thứ hai tiêu vài phần. Y Diễm nói xong liền không hề nói nhiều, chỉ hướng Lâu Thanh Thanh mỉm cười gật đầu, nói, đã sự tình đều đã nói khai, ta liền không nhiễu quận chúa thường cảnh nhã hứng, cáo từ. Nàng tiếng nói vừa dứt đang muốn xoay người mà đi, lại đột nghe phía sau nơi xa truyền đến một tiếng kinh uống, Thanh Thanh. Thanh âm kia chính đến từ Lâu Thương Mộ, Y Diễm nghe tiếng khẽ hừ một tiếng. Tô môi cười, lại là lại để sát vào Lâu Thanh Thanh một ít, giơ tay lướt trên nàng rơi rụng ở cổ sườn một sợi toái phát vòng đến này nhĩ sau, ở Lâu Thanh Thanh bên tai, cười nói. Quận chúa nếu không thú vị, nhàn hạ khi cũng có thể đến Lưu Ly viện tìm ta nói chuyện. Nàng nói xong, như nguyện nghe được phía sau lại vang lên Lâu Thương Mộ nặng nề tiếng quát, ngươi làm cái gì? Thanh Thanh chớ sợ. Theo thanh âm kia, Lâu Thương Mộ đã là thi triển khinh công bay vút mà đến, thân ảnh nếu diều hâu, thẳng từ trên mặt hồ xẹt qua. Ép sát này giữa hồ Tiểu Đình, Y Diễm nghe thanh biện vị, không đợi Lâu Thương Mộ tới gần liền bỗng nhiên từ Lâu Thanh Thanh bên người thối lui. Thuận tay liền sao nổi lên trong đình đá cẩm thạch trên bàn bày tiểu núi giả vật trang trí, hướng về phía sau hồ nước liền hung hăng ném mạnh qua đi. Lâu Thương Mộ vội một ngày, mới vừa rồi được đến tin tức bảo bối muội muội lại là tới rồi Mạc phủ, hắn lo lắng dưới vội dục ngựa thẳng đến Mạc phủ mà đến. Ai ngờ tưởng mới vừa tiến hoa viên liền nhìn thấy Y Diễm cùng Lâu Thanh Thanh dựa vào cùng nhau nói chuyện tình cảnh. Ở Lâu Thương Mộ trong mắt muội muội đơn thuần vô tri, Y Diễm lại là giảo quyệt giảo hoạt, thêm chi muội muội lại nhân Mạc Vân Ly cùng Y Diễm phát sinh quá không thoải mái. Thả cảm xúc kích động bệnh tình tăng thêm. Lâu Thương Mộ chỉ cho rằng Y Diễm phải đối Lâu Thanh Thanh bất lợi liền bản năng kinh hô một tiếng, ai ngờ Y Diễm nghe được tiếng la. Lại vẫn càng thêm gần sát Lâu Thanh Thanh. Ở Lâu Thương Mộ thị giác hạ. Liền nhìn thấy Y Diễm giơ tay khấu hướng Lâu Thanh Thanh cổ, hắn đại kinh thất sắc vận khởi khinh công liền lực hướng đỉnh giữa hồ. Hắn kinh cấp dưới lực chú ý toàn ở Lâu Thanh Thanh trên người. Như thế nào dự đoán được Y Diễm sẽ đột nhiên xoay người chiều hắn ném đồ vật. Thả Y Diễm kia ném ra núi giả vật trang trí thế nhưng cũng không phải tạp hướng Lâu Thương Mộ mà là thẳng tạp hướng đỉnh hạ mặt hồ. Y Diễm dùng đủ nội lực, thả rõ ràng đem thời gian nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, kia vật trang trí hung hăng tạp tiến trong hồ. Đánh khởi một mảnh bọt nước, vừa lúc Lâu Thương Mộ thân ảnh liền lược tới rồi phụ cận, nhất thời dục tránh đã là không kịp, nháy mắt liền bị đánh khởi bọt nước xối cái đầy đầu đầy cổ. Vốn là tuyết y phi dương, diều hâu lược hồ, hùng hổ, giây lát lại đã giống chỉ gà rớt vào nồi canh. Hiện giờ Văn Thành tuy không kịp phương Bắc Hiên Viên Thành đã hồ nước kết băng. Nhưng này gần đêm hồ nước lại cũng hàn khí thấm người, Lâu Thương Mộ bị tạp cái cả người ướt, xuyên đình mà qua gió thổi qua, tuy là Lâu Thương Mộ có võ công hộ thân, gân cốt cường kiện. Cũng chỉ giác hàn khí như thể, lãnh lợi hại. Mà Y Diễm bổn liền biết bằng Lâu Thương Mộ thân thủ muốn đả thương hắn khó, thả hiện giờ đang ở Thiên Trụ Quốc. Nàng cũng không thích hợp đối Lâu Thương Mộ động thủ, lúc này mới cố ý trêu cợt hắn, nàng xoay người thấy được dính, không khỏi xinh đẹp cười, vô cùng sung sướng, dương giọng nói. Lâu đại tướng quân tự cảm xúc kích động chút, bổn cung xem vẫn là bình tĩnh một chút hảo. Lâu Thương Mộ thân ảnh chật vật mà lực tiến Tiểu Đình, lạnh băng bọt nước dọc theo hắn thanh tuấn khuôn mặt đi xuống chảy. Nhân Y Diễm dùng nội lực bọt nước phẩy ra cũng rất có lực đạo, xông thẳng mà Lâu Thương Mộ búi tóc cũng hơi hiện hỗn độn, số lũ cắt tóc bị ướt nhẹp dính vào sắc mặt trên cổ. Nơi nào còn có nửa điểm ngày thường nho nhã hậu duệ quý tộc bộ dáng.
Lâu Thương Mộ thiếu niên đắc chí, thân phận quý trọng có thần như vậy bị người trêu cợt chật vật quá, thả hắn mẫu thân mất sớm, ở muội muội trước mặt vẫn luôn như trao uy nghiêm. Giờ phút này làm trò muội muội cùng nha hoàn mặt. Ném như vậy mặt chỉ cảm thấy mặt mũi vô tồn, chưa từng giống hiện tại như vậy xấu hổ và giận dữ quẫn bách hòa khí hận quá, hắn một trương tuấn mặt trong lúc nhất thời đỏ bạch trắng lại hồng. Trừng mắt xảo tiếu xinh đẹp y diễm, cả người cũng không biết là lạnh, vẫn là khí, đã là ẩn ẩn phát run. Y diễm lại cực vừa lòng hắn phản ứng, thầm nghĩ, khí bất tử ngươi. Nghĩ, nàng trực tiếp coi thường Lâu Thương Mộ, thu hồi ánh mắt hướng một bên ngốc lăng trụ Lâu Thanh Thanh gật đầu cười, nói, quận chúa có rảnh nhớ rõ tới tìm bổn cung chơi nga. Nói xong lại là xoay người, lại không nhìn Lâu Thương Mộ liếc mắt một cái liền bước chân nhẹ nhàng, bước đi thong dong mà ra tiểu đình. Lâu Thương Mộ thấy nàng thân ảnh chân đi siêu vẹo, tươi cười xinh đẹp, nhân kia phân thực hiện được tú mỹ mặt mày gian tràn đầy sinh động nhảy lên rảo hoạt cùng linh động. Hắn nói không nên lời vì sao, chỉ cảm thấy ngực co rụt lại, tức giận hơi tán, mà y diễm thế nhưng gia đình. Hắn trừng mắt y diễm bóng dáng, đang muốn truy, Lâu Thanh Thanh lại là kéo huynh trưởng ống tay áo, nói, đại ca hiểu lầm Nghê Thường công chúa, nàng không đối ta như thế nào. Còn mời ta đến Lưu Ly Viện đi chơi đâu. Lâu Thương Mộ bị Lâu Thanh Thanh một trở, mắt thấy y diễm uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh đã biến mất ở trong hoa viên, bất giác ánh mắt nhẹ lóe hạ. Lại có chút nói không nên lời buồn bã mất mát, thấy Lâu Thanh Thanh đối y diễm thái độ rõ ràng bất đồng, nhất thời liền nhăn lại mi tới, bản năng liền giác y diễm làm quỷ, nói. Nàng đối với ngươi đều nói chút cái gì? Thanh Thanh người tâm tư đơn thuần, về sau cách xa nàng điểm. Lâu Thanh Thanh thấy huynh trưởng biểu tình không tốt, vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi chớp chớp mắt, nói Nghê Thường công chúa kỳ thật người khá tốt, chẳng trách biểu ca thích nàng. Nàng nói xong lời cuối cùng một câu đã là thanh âm thấp không thể nghe thấy, lẩm bẩm tự nói, nàng cúi đầu, Lâu Thương Mộ chưa từng nghe rõ nàng nói cái gì. Chỉ nghe nàng tán y diễm người hảo, nhất thời càng cảm thấy y diễm cấp nhà mình muội muội rót canh, nhất định có điều dự mưu, mạc danh liền giác trong lòng bực bội tích tụ trách mắng. Người biết cái gì, tóm lại nghe đại ca, về sau cách này yêu nữ xa chút. Lâu Thanh Thanh có từng bị huynh trưởng như vậy trách cứ quá, ngẩn ra một chút đào cũng không sợ. Thấy huynh trưởng một thân chật vật lại mất ngày thường ôn nhuận yêu nhã. Không khỏi nàng liền tâm tình sung sướng lên. Mơ hồ chung nàng còn từng nhớ rõ khi còn nhỏ, mẫu thân còn ở khi. Ca ca cũng không giống hiện tại như vậy, thời thời khắc khắc đều giống treo một tầng nho nhã gương mặt giả. Cũng từng hỉ nộ ai nhạc đều treo ở trên mặt quá, huynh trưởng như vậy bộ dáng, tuy có ngại hình tượng, nhưng lại kêu nàng cảm thấy thân thiết chân thật rất nhiều, nàng oai phía dưới. Bỗng nhiên liền xì một tiếng bật cười, nói, ít nhất ta cảm thấy Nghê Thường công chúa người cũng không tệ lắm. Nàng nói nhảy bán liền cũng gia đình mà đi. Lâu Thương Mộ bị muội muội ý cười hoảng mà biểu tình ngẩn ra, chỉ cảm thấy đã thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy muội muội như vậy minh diễm trong sáng tươi cười. Mắt thấy Lâu Thanh Thanh chạy ra hứa xa, hắn mày kiếm còn hơi hơi nhíu lại, trong mắt như suy tư gì. Thanh Thanh như vậy thay đổi, chẳng lẽ đều là bởi vì kia tịnh y diễm? Sao có thể? Mà y diễm ra hoa viên, lại thấy Mạc Vân Ly một bộ thanh bào cũng chưa từng khoác áo choàng đứng ở cách đó không xa. Chính mỉm cười nhìn nàng, hiển nhiên cũng đã đến một lát. Y diễm quay đầu lại nhìn mắt Mạc Vân Ly sợ chạm chỗ nên vừa lúc có thể nhìn thấy hoa viên tình cảnh, nàng không khỏi nhướng mày nói. Ngươi không sợ ta sẽ đối Lâu Thanh Thanh bất lợi, ta chính là có thù tất báo ngươi. Mạc Vân Ly nghe vậy đến gần y diễm, lại nói, ngươi sẽ không? Tự gì mất đem Thanh Thanh phó thác cấp biểu ca, hắn đối Thanh Thanh liền có chút quá độ quan tâm, trưởng huynh như cha. Ngươi chớ trách hắn. Y diễm thấy Mạc Vân Ly trong mắt có ấm áp ý cười, nhẹ bĩu môi mới nói, ta đối vô can người luôn luôn không yên tâm thường. Chỉ là đối người bệnh, chưa chắc đó là càng chú ý liền càng tốt. Kiều dưỡng nhà ấm chi hoa, sao trải qua ở đất mưa gió chi tập, nếu không có Lâu Thương Mộ quá độ chiếu cố, Lâu Thanh Thanh chưa chắc sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Nàng rối loạn tâm thần đã có bệnh biến chứng, lại không trị liệu chỉ sợ muốn chữa khỏi sẽ càng khó. Y Diễm nói lệnh Mạc Vân Ly hơi ngẩn ra hạ, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Y Diễm, nói, chữa khỏi. Hay là Phượng Đế Thu có biện pháp trị này rối loạn tâm thần? Hắn nói xong, rồi lại tự lắc đầu, nói, không đúng, năm đó ta thiên trụ cũng từng cầu đến tà y cốc đi, tà y cốc nói rõ này bệnh không trị. Tà y cốc cũng không vọng đoạn chứng bệnh, nếu có thể trị mà không muốn trị, chỉ biết nói rõ, như vậy. Mạc Vân Ly chợt ánh mắt đại tịnh trước nhiên nhìn chằm chằm khẩn y diễm, nói, Nghê Thường chính là có biện pháp có thể trị này rối loạn tâm thần.
Đối Y Diễm, Mạc Vân Ly đã là đủ hiểu biết, nữ tử này thời khắc đều có thể lệnh người kinh diễm, nếu nói là nàng có thể trị này liền tà y cốc đều không thể trị rối loạn tâm thần. Mạc Vân Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Y Diễm thấy Mạc Vân Ly biểu tình vội vàng, lại tùng hạ vai, nói, nàng kia đại ca bổn liền hận không thể giết ta. Ta sẽ không cấp Lâu Thanh Thanh chữa bệnh, ta đối tự tìm phiền toái không có hứng thú. Nói, nàng vòng qua Mạc Vân Ly liền hướng Lưu Ly viện đi. Mạc Vân Ly thấy vậy, chỉ nhìn Y Diễm bóng dáng cười một cái, trong trẻo ánh mắt giống như thanh hồ phất phong.